Ok, mình sẽ chơi hai ván 3 phút để lên mốc. Lên hậu. Vào hậu. Mã. Rồi. Cũng ra xe. Một mẹ này hòa. Rồi chui vào đây mình sẽ thi tốt. Không có hoa hồng gì cả. Ra xe. Chơi. Lên mã. Lên mã. Rồi. Ván đầu tiên đã xong. Đến ván thứ hai. Vâng, cầu thủ Pháp đang chơi phòng thủ Ấn Độ. Mình sẽ xây lô cốt trong ván đấu này, chơi ván đấu chắc chắn. Nhập thành xa. Món này phải thắng một thời gian.
Cửa bị gì tốt. Dí lên. Như thế làm gì? Vào việc. Vào việc. Rồi, à chạy vua rồi. Phải tính đấy. Rồi, nước vòng này có vẻ đẹp đấy. Vâng, CTC đã vượt trội về thời gian rồi. Hơn đối thủ 1 phút đồng hồ. Dí lên. Chạy xe không? Nước lừa. Chạy xe. Chưa rồi, mất mất mã rồi. Nhầm rồi. Thế. Thì đây. Thì đây. Yes. Này đánh chuẩn thế nhở? Không có lỗi pha nào. Vâng. Cuối cùng CTC cũng thắng hơn hơn 1 phút. Tí thua. Chết rồi.
Đây rồi. Không được ham ăn. Về đấy cơ. Về giữ. Chết rồi. Nhầm rồi. Hàm giữ tốt quá. Thế. Dập phần tượng này thôi. Mang về. Định làm gì? Ra đấy. Vòng ra đấy. Vâng, rất căng thẳng. Quân mã của trắng tạm thời bị phế ở đây. Mình sẽ trồng xe ra cột E. Vào hậu đấy. Chưa biết làm gì. Ôi. Ở đây, xe mình giữ rồi, giật mình. Có lẽ trắng định tính là đuổi tượng. Vâng. Từ nhá, cột đấy ăn vào đây luôn. Xe, à không. Xe ăn lên thì mất xe này. Vuông lên chui xuống rồi hợp lý rồi đấy. Này thì ăn đi.
Rồi, về thủ tránh được hết cơ. Đổi luôn. Vâng, giải thoát cho con mã. Ok, ăn tốt phát mình sẽ chiều quắt ngay, bắt mã ngay. Chiều hết luôn đi. Hai lại về. Này đây. Này đây.